Mới đây, một tài khoản Facebook có tên huyện Nga Minh chia sẻ những bức ảnh về một căn nhà đầy rác mà bạn anh cho thuê. A Minh cho biết người thuê nhiều lần trốn tiền thuê nhà và ngoan cố không trả lại chìa khóa khi bị chủ đuổi đi. Sau đó, người chủ phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát mới có thể lấy lại căn nhà. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Chật vật lắm, chủ nhà mới có thể vào trong vì đuối rác chất đầy nhà. Chai lọ, quần áo, vật dụng cá nhân. Trong tình trạng bốc mùi, quẩn quó. Chưa kể rất nhiều vết bẩn kinh dị bám đầy trên tường. Khung cảnh bên trong nhà khiến chủ nhân của nó phải rùng mình. Chủ nhà mất vài ngày mới có thể dọn bớt đống rác này nhưng tình trạng trông vẫn rất khó coi. Thậm chí, mèo mẹ và vào nhiều con mèo mới sinh cũng được tìm thấy trong nhà. Sự việc được cho là xảy ra ở Penang, Malaysia. Hình ảnh chụp bên trong căn nhà khiến dân mạng hết sức kinh ngạc. Nhiều bình luận không thể tin được đây là nơi cho người sống. Nhìn như cái bãi rác như này thì sống làm sao đây? Tức thay ông chủ nhà, dọn bớt đi rồi vẫn thấy cái nhà tan hoang, bẩn thỉu, thành viên Thanh Lan nhận xét. Người ta thuê nhà để quay phim kinh dị à, trông khiếp quá. Một dân mạng khác bày tỏ. Chùm ảnh vẫn tiếp tục gây xôn xao trên mạng xã hội.